Ăn thịt chó tam tịnh nhục chứ không phải tam tịnh dục nha. Tam tịnh nhục, nhục là thịt đó chứ không phải là dục. Có phạm tội không? Nghiệp ăn thịt chó có cho quả báo nặng không? Trong tạng luật Phật cấm không cho tỳ kheo ăn 10 loại thịt dù thanh tịnh. Vậy cư sĩ có được ăn không và có phạm giới không? Nếu phạm thì cho quả như thế nào? Quý vị cần hiểu là cái lý do mà Phật chế ra 10 cái loại thịt chư tỳ kheo không được ăn, như là thịt chó, rồi thịt voi, thịt ngựa, rồi thịt hổ, thịt báo, rồi thịt sư tử, thịt rắn, vân vân. Có lý do chứ không phải là không có lý do. Thứ nhất á, là chư tỳ kheo không được ăn thịt chó là bởi vì chó, thịt chó ở các cái ở cái xứ Ấn Độ đó được xem là thấp kém. Cái người ăn thịt chó được xem là cái người thấp kém, chỉ có những người thấp kém mới ăn thịt chó thôi. Đó là cái quan điểm xưa của Ấn Độ. Cho nên đó, là chư tỳ kheo để tránh cái điều tiếng, thành ra không có nên ăn thịt chó. Thịt voi, thịt ngựa đó là những cái con vật nhà vua sở hữu để mà đi đánh trận, cho nên không có nên ăn đó. Rồi thịt những cái loài hoang dã như là thịt cọp, sư tử, beo, gấu, rồi chó rừng như là chó sói đó, như là rắn thì không có nên ăn. Bởi vì chư tỳ kheo thời Đức Phật sống đa phần là sống ở trong rừng. Khi mà ăn những cái thịt thú rừng như vậy đó, những cái con vật đó nó sẽ nghe mùi của đồng loại và nó sẽ làm hại các vị tỳ kheo. Cho nên các vị tỳ kheo mới không được ăn. Chứ không phải là việc ăn 10 cái loại thịt đó phạm vào ác nghiệp. Nhưng mà do tôn trọng lời dạy của Đức Thế Tôn, thành ra thời nay á, dù cho một vị tỳ kheo không có sống trong rừng thì vị đó cũng không có ăn 10 loại thịt mà Đức Phật cấm. Đó là vì cái tinh thần là tôn trọng giới luật của Đức Phật đã chế ra. Còn hàng cư sĩ thì không có chế ra cái giới luật đó cho hàng cư sĩ. Cho nên hàng cư sĩ chỉ cần ăn cái tam tịnh nhục là được rồi. Và như vậy sẽ không tạo bất kỳ một cái ác nghiệp nào. Trừ khi quý vị ăn bằng một cái nội tâm tham dục, ăn bằng một nội tâm sân hận, thì dù cho quý vị ăn một cái cọng rau muống hay là ăn một cái cục đậu hũ thì nó cũng là ác nghiệp. Ha.